Nhận định soi kèo bóng đá Nam Định với Hà Nội FC. 17 giờ ngày 4 tháng 7, Hà Nội FC đang trải qua giai đoạn căng thẳng khi phải căng sức trên cả 3 mặt trận AFC Cup, V-League và Cup Quốc gia. Nhưng với tham vọng bay cao và lực lượng có chiều sâu, đội bóng thủ đô vẫn đủ sức chơi lấn lướt trước Nam Định. Thông tin thành tích đối đầu, đội hình ra sân của hai đội. Tại lượt đi V-League 2019, DNH Nam Định đã tạo nên bất ngờ khi quật ngã nhà đương kim vô địch Hà Nội FC với tỷ số 2-0. Đấy là cú sốc cực lớn với Hà Nội FC, nhưng có một thực tế là trận đấu đó rất nhiều trụ cột của đội bóng thủ đô bị đuối sức, có dấu hiệu quá tải. Bên cạnh đó, huấn luyện viên Nguyễn Văn Dũng cũng tiết lộ DNH Nam Định đã bắt bài được đối phương, quay rác tuyến giữa dẫn đến việc Hà Nội FC không thể phát huy lối chơi sở trường là phối hợp bóng ngắn. Cú sốc trong tháng 5 đó giúp Hà Nội FC rút ra nhiều bài học, cách ứng phó khi gặp đối thủ chơi lăn xả, không ngại va chạm, và đương nhiên, các học trò của huấn luyện viên Chu Đình Nghiêm sẽ không được phép lặp lại sai lầm khi tái đấu đội bóng Thành Nam. Trong phòng truyền thống, Hà Nội FC đã có rất nhiều cúp và danh hiệu, nhưng riêng ở sân chơi cúp quốc gia, thầy trò huấn luyện viên Chu Đình Nghiêm vẫn chưa vô địch nên năm nay, họ quyết tâm xóa rớt thường gục ngã trong những trận knockout ở đấu trường này. Gió đổi chiều, như đã nói, Hà Nội FC đang vô cùng khát danh hiệu tại cúp quốc gia nên sẽ không có gì ngạc nhiên nếu chiều nay họ chơi một trận ra trò trước DNH Nam Định. Ngoài việc đòi món nợ thua tại V-League trong tháng 5 vừa qua thì hơn bao giờ hết, Hà Nội FC cần chứng minh được sức mạnh của đội bóng đang quy tụ rất đông tuyển thủ, trong tình thế phải căng sức trên cả 3 mặt trận. Đương nhiên Hà Nội FC sẽ có tính toán về nhân sự để làm sao không bị sứt mẻ lực lượng mà vẫn có sự hiệu quả. Sẽ không bất ngờ nếu chiều nay những trụ cột của đội bóng thủ đô như Quang Hải, Văn Hậu, Văn Quyết, Văn Công, Văn Kiên được cất trên băng ghế dự bị, nhưng những cầu thủ được thay thế như Văn Dũng, Thành Lương, Thái Quý, Văn Đại vẫn nhỉnh hơn về chuyên môn so với các cầu thủ DNH Nam Định. Đội bóng Thành Nam lọt vào tới tứ kết cúp quốc gia 2019 đã là thành công ngoài mong đợi. Khi phải đối mặt đội hình chất lượng của Hà Nội FC, thật khó trông chờ các học trò của huấn luyện viên Văn Dũng tạo nên bất ngờ. Tấm vé đi tiếp sẽ thuộc về Hà Nội FC, dự đoán tỷ số 2-1 cho Hà Nội FC.